các bạn, bây giờ mình đang ở ngoài đồng. Và bây giờ hiện tại là trời ngoài đồng chưa có gió, cho nên mình chưa thả được. Và bây giờ có gió mình sẽ thả cho các bạn xem nha. Đây là con chiến đường của bán rành. Chiến đường đang vừa đông đầu xuống đất. Tấn công 3 2 1. Bay. Chuẩn bị đến là con chim ưng của mình.